Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 1 mùa vọng 5C Thánh Vịnh 24. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 24, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Ân, Hồn con nâng lên tới Chúa, và một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Lý. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Lạy Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy con lối bước Ngài đi, xin dìu đưa tới nguồn chân lý. Ôi Thiên Chúa đấng con luôn tôn thờ, ôi Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài. Ôi lòng khoan dung từ bi của Chúa, luôn hằng đưa dắt các tội nhân theo Ngài trong bước đường công chính. Ai khiêm tôn Chúa thương yêu ân cần, luôn soi lối bước trong tình thân. Lạy Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài. Muôn nẻo đường đi là ân sủng Chúa, cho người luôn giữ vững niềm tin, cho người luôn giữ lòng tôn kính, yêu thương hết những ai tôn sợ Ngài, ban giao ước xuống cho trần ai. Lạy Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Ngài, xin chỉ cho con biết đường đi của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Ngài, xin hướng dẫn con bước theo đường chính ngay. Chân lý Chúa dạy dỗ con, vì chính Chúa đấng cứu thoát con. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Ngài. Chúa thực là công minh, lòng Chúa rất mực nhân hậu, nên Ngài dạy tôi nhân hiểu biết lối Ngài nẻo lành. Và Ngài thương hướng dẫn cho những kẻ hèn bước đi theo lối công bình chính trực, và dạy con biết lối của Ngài. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Ngài. Tất cả đường neo Chúa là ân sủng và trung thành, cho người luôn tuân giữ mình ước với lời dặn Ngài. Ngài sự thân thiết với ai biết kính sợ Chúa luôn, tỏ rõ cho họ biết về lời mình ước kết giao của Ngài. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Ngài. Cả
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật một mùa vọng 5C Thánh Vịnh 24. Tấn Đạt xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào quý vị.